Thời tiết nắng nóng khiến cho cơ thể mất nước, mất chất điện giải, dinh dưỡng kém, kéo theo sức đề kháng giảm. Đây là các yếu tố nguy cơ khiến cho người cao tuổi dễ bị đột quỵ vào các thời điểm nắng nóng. Nhiệt độ vượt quá ngưỡng cơ thể chịu đựng có thể xảy ra nhiều biến cố. Những người mắc bệnh mãn tính có yếu tố nguy cơ cao như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, rối loạn nhịp tim, hút thuốc lá, lạm dụng bia rượu, béo phì khi gặp điều kiện thời tiết nắng nóng dễ bị đột quỵ. Cần phải chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như thế nào? Cách dự phòng với những người có tiền sử tăng huyết áp hay tim mạch như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Sống khỏe ngày hôm nay. Khoa nội tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế những ngày qua tiếp đón một lượng bệnh nhân đông hơn bình thường. Đa số là những bệnh nhân đã có tuổi, có tiền sử tim mạch hay huyết áp cao, nhập viện trong những ngày cao điểm nắng nóng. Theo bác sĩ Nguyễn Vũ Phong, khoa nội tim mạch của bệnh viện, nắng nóng cực đoan như những ngày qua là yếu tố thuận lợi làm gia tăng các cơn đột quỵ, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Nguyên nhân là do cơ thể người cao tuổi chưa thể thích ứng ngay với nắng nóng hoặc không thích ứng kịp với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa điều hòa và ngoài trời, dẫn đến huyết áp tăng cao, gây tai biến mạch máu não. Mấy ngày vừa rồi thì có rất là đông bệnh nhân, đặc biệt là người già nhập viện vì tình trạng mệt mỏi đi trên một bệnh lý nền là bệnh tăng huyết áp hoặc các bệnh tim mạch trước đây. Bởi vì cái tình trạng này nó làm cho tình trạng nắng nóng kéo dài làm cho bệnh nhân mất nước, mệt mỏi, ăn uống kém thì nó làm dễ cho các cái bệnh lý tim mạch nền bên dưới nó bùng phát trở lại khiến bệnh nhân nhập viện. Thời tiết nắng nóng như những ngày qua khiến cho người già bị mất nước nhiều, làm cho các bệnh lý vốn có càng trầm trọng hơn. Đặc biệt với những người già có bệnh lý về huyết áp hay tim mạch thì thời tiết nắng nóng càng dễ khởi phát bệnh cũng như làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh. Đáng lưu ý là ở người cao tuổi, biểu hiện bệnh thường rất mờ nhạt, khó nhận diện nên nhiều gia đình và ngay cả bệnh nhân thường hay chủ quan bỏ qua triệu chứng nhẹ. Chính vì vậy nhiều bệnh nhân cao tuổi nhập viện thì đã khả năng cộng thêm bệnh mãn tính tuổi già rất nguy hiểm. Mẹ cứ ở trong nhà rồi không đi mua hết. Đầu tiên mà để chơi đấy bằng tế nữ người mà nói với thằng con à, con ơi mà ra không tế nữ người bằng nói là mà mọi độ bằng lại đồ chém mà mãi cái bằng không được. Bệnh nhân này thì trước đây thì có tiền sử tăng huyết áp và bây giờ thì vào viện vì một cái liệt nửa người, một cái tai biến mạch máu não. Không riêng gì những bệnh nhân tim mạch, những bệnh nhân đái đường hay là các bệnh nhân nội khoa mà tất cả các người già trong cái khoảng thời gian nắng nóng này thì đặc biệt là phải uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, rau củ quả để bổ sung nước và các cái chất dinh dưỡng, các chất điện giải để cho làm cho người mình để nâng cao thể trạng của người mình. Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ để hạn chế đột quỵ xảy ra thì đó là dự phòng cấp 1. Còn khi đã đột quỵ được xuất viện thì phải dự phòng cấp 2, sử dụng thuốc và các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ đều đặn. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân đã không theo chỉ định của bác sĩ, tự ý bỏ thuốc và đã bị đột quỵ lần 2 với mức độ nặng tăng lên. Trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhiều bệnh nhân bị đột quỵ lần 2 đến cấp cứu trong tình trạng nặng và khó có cơ hội phục hồi hoàn toàn. Các bác sĩ khuyến cáo những người mắc huyết áp hoặc có bệnh nên tuân thủ điều trị thuốc, có chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục hàng ngày. Đặc biệt, bệnh nhân tăng huyết áp có những yếu tố nguy cơ cao khi thời tiết nắng nóng cực đoan, nhất là trong môi trường mà nhiệt độ vượt quá sức chịu đựng của cơ thể thì có thể xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng cực đoan đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là đối với người cao tuổi và những người có tiền sử huyết áp tim mạch. Không chỉ làm gia tăng nguy cơ đột quỵ mà thời tiết nắng nóng còn khiến cho người cao tuổi dễ mắc các bệnh khác nhau như là bị viêm đường hô hấp hay là bị rối loạn tiêu hóa. Vậy thì cần phải chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi như thế nào, những dấu hiệu để phát hiện sớm và xử lý kịp thời đối với những bệnh có thể mắc phải ở người cao tuổi trong mùa hè này là gì? Chúng tôi đã mời đến trường quay giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Việt Nam, thành viên Hội Tăng huyết áp Thế giới để cùng tìm hiểu về những vấn đề này. Và trước hết xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Thưa bác sĩ, trong quá trình mà thực hiện chương trình này thì chúng tôi nhận thấy là dường như là thời tiết nắng nóng nó khiến cho tỷ lệ những người mà bị có tiền sử về tăng huyết áp và tim mạch là nhập viện nhiều hơn, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là tại vì sao mà thời tiết nắng nóng nó lại ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp và tim mạch như vậy ạ? Đúng như MC đã nêu, như vậy phải nói thời tiết nắng nóng hoặc là những cái thời tiết cực đoan, không những đối với những trường hợp mà nóng quá mà kể cả lạnh quá đều ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và một trong những cái tình trạng hiện nay mà chúng ta đang đối phó và trong cái thời điểm mà ngay khi chúng ta đang ngồi đây đó chính là cái thời tiết nóng nóng. Những cái trong những ngày vừa qua thì phải nói những phương tiện truyền thông đã nêu rất nhiều về tình trạng hiện nay nhiệt độ của chúng ta có nhiều nơi thậm chí là lên đến trên 40 độ. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy chúng ta thấy cái nguy cơ mà chúng ta cần phải đối phó đối với những cái trường hợp này. Thì tại sao vậy? Như chúng ta biết là khi nhiệt độ nắng nóng, nhất là khi nhiệt độ lên trên đến 40 độ thì nó sẽ gây ra những cái biến đổi đối với cơ thể con người. Cơ thể con người chúng ta biết 75% là nước. Thường thường cái nước trong cơ thể chúng ta chủ yếu nằm ở nội bào, tức là trong các cái tế bào. Và một cái phần còn lại, tỷ lệ phần trăm còn lại thì thường thường ở trong các mạch máu hoặc là các giang bào. Thì bình thường như vậy, cái sự trao đổi chất hoặc là các cái ion điện giải nó được ổn định cân bằng. Nhưng khi nhiệt độ nó quá cao thì nó sẽ gây rối loạn và điều đó là sẽ đến những cái biến đổi trên sức khỏe của người. Và một trong những đối tượng mà thường thường có nguy cơ cao nhất thì người ta thấy đó là những người lớn tuổi và họ nêu rất cụ thể là những người trên 65 tuổi. Thứ hai những người béo phì, thứ ba những người có những bệnh mãn tính, ví dụ như tăng áp hoặc là suy tim chẳng hạn, hoặc là những cái đối tượng thậm chí những đối tượng trẻ nhỏ là những đối tượng cũng nhạy cảm. Và một cái đối tượng nữa đó là phụ nữ thường thường là bị nguy cơ cao hơn nam giới. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng đối với những người lớn tuổi thì cái nguy cơ khi mà chúng ta tiếp xúc với nhiệt, khả năng sốc nhiệt hoặc là khả năng mà nguy cơ bị những cái phản ứng, những tác dụng phụ đối với nhiệt độ rất là lớn do những cái cơ chế mà chúng tôi vừa đã nêu trên. Vâng, với những yếu tố đó thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là nguy cơ bị tăng đột quỵ sẽ là nó rất là nhiều và nó đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Vậy thì chúng ta làm gì để mà có thể dự phòng tốt đối với người cao tuổi trong mùa nắng nóng và đặc biệt là để tránh cái hiện tượng mà sốc nhiệt như là bác sĩ vừa đề cập đến ạ? Thì phải nói rằng đối với nắng nóng thì nó tác động với tất cả mọi người, không nhất thiết đối với những người là bị bệnh và kể cả những người khỏe mạnh, thậm chí đối với cả những vận động viên nữa. Thì cái nguy cơ nó rất cao. Người ta đã thống kê như vậy, ở Mỹ có thể hàng năm có thể đến 600 người bị chết do cái sốc nhiệt. Và một số nước khác ở vùng châu Á chúng ta như là ở Ấn Độ hoặc là Pakistan, cái số lượng thì còn cao hơn, có thể lên đến 2.000 người một năm. Thì đó là những con số mà chúng ta vẫn lưu ý. Ở Việt Nam chúng ta thì cái nguy cơ mà để tử vong không cao như các nước khác. Nhưng phải nói gần đây những cái thông tin như chúng ta biết là cũng có một hai trường hợp như vậy tử vong, và tử vong nó xảy ra đúng như cái đối tượng mà chúng tôi vừa nêu là ở phụ nữ và đã có mắc các cái bệnh sản. Thế tại sao vậy? Thì những người mà tăng áp hoặc là những người suy tim thường thường họ đã bản thân họ đã sử dụng một số loại thuốc mà có khả năng đã ảnh hưởng đến cái nguy cơ giảm cái lượng nước ở trong cơ thể. Thì cái nguy cơ sốc nhiệt nó xảy ra thường thường là mất cân bằng giữa cái lượng nước uống vào và cái lượng nước mà chúng ta mất đi, hai cái là không được cân bằng hoặc là bù trừ. Thế như vậy cái nguy cơ sốc nhiệt nó sẽ xảy ra. Những cái người đã có bệnh vì chúng ta tăng áp thường ngày họ sử dụng một số loại thuốc như chúng tôi đã nêu đó là lợi tiểu, như vậy cái lượng nước đó mất đi khá nhiều. Một cái số thuốc nó ảnh hưởng đến cái thần kinh giao cảm, ví dụ như các loại như là chèn beta chẳng hạn, các loại thuốc chèn beta, nhất là thế mới như các loại chèn beta giảm mạch. Do đó khi họ tiếp xúc ở ngoài trời với cái nắng nóng thì cái nguy cơ mà giãn mạch, cái nguy cơ tụt huyết áp và mất nước nó càng nặng hơn nữa. Đó là những nguy cơ khi người ta đi từ trong một cái môi trường tương đối dễ chịu, mát mẻ ra một môi trường nóng hơn. Thế như vậy sự thay đổi đột ngột đó nó sẽ làm cái hiện tượng thiếu máu não và thậm chí có thể đột quỵ, đưa đến cả cái nguy cơ mà chúng ta đã nêu đó chính là cái sốc nhiệt. Và trong trường hợp nếu như mà người thân của chúng ta bị sốc nhiệt hay là bị đột quỵ thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào cho đúng cách ạ? Thường thường để mà xử lý đúng cách á, thì chúng ta cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nhận biết những dấu hiệu sớm trước khi chúng ta có những cái xử lý đưa vào cấp cứu, cố gắng đừng để xảy ra khi cái tình trạng đã quá nặng. Thường thường cái hiện tượng nó xảy ra khá sớm mà bệnh nhân thường thường cảm thấy là nhức đầu, rồi thậm chí có thể là chóng mặt, rồi nôn,
và thể có những cái cứng có thắt cơ, có rũ cơ, tức là cái giai đoạn bắt đầu là sốc nhiệt là nguy cơ là xảy ra, và đến cái mức độ nặng hơn thì phải nói là bệnh nhân có thể lú lẫn, co giật, hôn mê, và cuối cùng nếu trường hợp chúng ta không điều trị kịp thời thì những trường hợp đó có thể đưa đến hôn mê và thậm chí tử vong. Thế như vậy chúng ta thấy nó rất là nặng nề. Vì vậy nên khi những cái trường hợp đối với những đối tượng mà chúng ta thấy có nguy cơ cao như chúng tôi nêu ở trên đó, thì nên khuyến khích họ tránh đi ra ngoài, tức là phơi nhiễm đối với ánh nắng quá mức nguy cơ cao như vậy ở những cái giờ cao điểm. Nếu chúng ta thấy khoảng độ 12 giờ đến 2 giờ chiều thì phải là cái nắng nóng rất là cao. Thứ hai nữa là khi chúng ta đi ra ngoài như vậy, chúng ta cố gắng tự bảo vệ mình là chính, bằng cách chúng ta nên sử dụng các cái phương tiện. Như chúng ta thấy hôm nay chúng tôi ngồi nói chuyện với là quý khán giả, chúng tôi không mặc áo vest như trước đây, là cũng để chúng ta tránh bớt cái hiện tượng nắng nóng. Và thứ hai, chúng nên sử dụng áo càng che kín càng tốt, nhưng mà nên mỏng và nhẹ. Và thứ ba, nên sử dụng những cái áo màu tương đối sáng hơn. Thế như vậy chúng ta sẽ tránh được các nguy cơ. Và đương nhiên chúng ta phải che chắn mũ, rồi thậm chí phải đeo gương chống các cái tia cực tím. Và điều quan trọng nữa là khi mình đi một cái thời gian lâu như vậy, chúng ta cũng phải đảm bảo bù cái lượng nước chúng ta đủ. Thậm chí có nhiều khi chúng ta chưa khát, nhưng chúng ta cũng phải uống. Vì một cái ngày như vậy, chúng ta cái lượng nước mà đưa vào trong cơ thể chúng ta tối thiểu cũng phải, đối với trời nắng nóng, là phải 1.5 lít cho đến 2 lít. Người ta có thể có nhiều khi những vận động viên người ta uống có thể nhiều hơn, nhưng mình cần phải một cái số lượng tối thiểu như vậy. Nhất là với trẻ nhỏ thì nhiều khi họ, các em có thể nhiều khi không nhận thức được cái điều đó, thì chúng ta cần phải lưu ý. Và đối với người già lớn tuổi cũng vậy, đôi lúc họ cũng không quan tâm, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho họ nước mang theo mình và các cái phương tiện để chúng ta có thể là đảm bảo cái nguy cơ chống cái hiện tượng sốc nhiệt xảy ra. Thưa bác sĩ, là ngoài việc là ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp và tim mạch, thì thời tiết nóng bức như vậy nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi như thế nào ạ? Bên cạnh cái đối với bệnh nhân tăng áp, thì phải nói rằng cái hiện tượng mà nắng nóng không phải là chỉ có dành cho người tăng áp, mà cả như chúng tôi nếu đến các bệnh lý khác, các bệnh lý về tim mạch nói chung, những bệnh mãn tính, và thậm chí cả những vận động viên, là chúng ta cần phải tập luyện ở ngoài trời. Người ta nghiên cứu, đương nhiên những người mà có tập luyện ấy, thì cái nguy cơ tử vong nhiều khi chỉ khoảng 5% là khi chúng ta có hiện tượng sốc nhiệt. Nhưng có những người mà không tập luyện, khi có xảy ra hiện tượng sốc nhiệt thì cái tỷ lệ tử vong có thể gấp 10 lần hơn so với người tập luyện. Như vậy có tập luyện dù sao nữa, họ đã được làm quen đối với cái hiện tượng mà sốc nhiệt đó, hoặc là đối với ánh nắng mặt trời. Vì vậy đối với những cái đối tượng mà không phải là hoàn toàn là tăng áp hoặc là các bệnh lý tim mạch, thì chúng ta cần có những cái biện pháp chung hàng ngày. Ví dụ như hàng ngày chúng ta cũng nên có những hình thức trong nhà, chúng ta nên chọn những cái phương tiện chúng ta tránh những cái nhiệt độ cao quá mức. Ví dụ như những cái nấu ăn nồi đến cái giờ trưa nắng, như ông bà chúng ta dặn, nên tắt lửa, như vậy chúng ta lại giảm được cái nguy cơ đó. Thứ hai nữa, chúng ta cũng nên chọn cái thức ăn có nhiều chất nước. Và thứ ba nữa, trong cái chế độ ăn của chúng ta cũng nhiều dầu, các cái canh rau, như vậy nó sẽ giảm được các cái nguy cơ đối với các cái trường hợp mà kể cả những người bình thường. Còn đối với một số trường hợp đặc biệt khác, người ta còn thấy ví dụ như họ có thể có những cái mức độ nặng hơn, thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào cái diện cấp cứu, và chúng ta phải báo các cơ quan y tế gần nhất để họ có cái hướng xử trí. Vì có nhiều trường hợp đôi lúc chúng ta lại không đánh giá hết được, và như vậy cái nguy cơ có thể xảy ra cho bệnh nhân. Vâng, đối với thời tiết nắng nóng như thế này thì dân trưởng và sinh hoạt của mọi người ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì bác sĩ có thể là tư vấn cái chế độ dân trưởng và sinh hoạt để mọi người có thể là tránh những cái tác động của thời tiết cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn, đặc biệt là đối với những người cao tuổi ạ. Đúng rồi. Thì chúng ta thấy đối với những người cao tuổi, họ không phải chỉ có với cái tuổi lớn, mà họ có thể có kèm theo những cái bệnh lý đi kèm. Đấy là cái phần đầu chúng tôi bổ sung thêm, là có nhiều trường hợp người ta có thể kèm theo những cái bệnh về đại tràng, đã đi chảy mất nước thì bây giờ thêm đi ở ngoài trời nắng nóng nữa, thì như vậy cái nguy cơ mất nước nó cao hơn, chứ không phải hoàn toàn về tim mạch. Do đó nên cái trong cái hàng ngày á, thì cái chế độ ăn đối với những người khỏe mạnh như chúng ta trong gia đình thôi, là chúng ta phải chú ý ăn nhiều chất mà có nước, đặc biệt là các rau trái. Và một những cái đôi lúc mà chúng ta có một cái quan niệm chưa được đúng lắm, tức là chúng ta uống nước quá lạnh
Như vậy tưởng là chúng ta sẽ tưởng là chúng ta sẽ gọi là giải khát, nhưng thực sự không giải khát mà có nguy cơ là chúng ta sẽ giảm khát một cách giả tạo. Mà thực sự chúng ta cần phải một lần nước để chúng ta bù vào. Hoặc là một số anh chị chẳng hạn, chúng ta lại quen dùng cái nước trà đậm hoặc là uống bia lạnh. Như vậy chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ giảm được cái cảnh đó, là giảm được cái cảm giác khác. Nhưng bản thân chúng ta vẫn giảm mất đi một số lượng nước thực sự mà chúng ta cần đến. Vì vậy cái loại phương tiện mà tốt nhất để chúng ta đảm bảo để khỏi các hiện tượng mà sốc nhiệt nắng nóng là cái loại nước thường, nước sinh hoạt mà chúng ta thường dùng nấu chín, và chúng ta thấy là để nguội là như vậy là vừa phải, chứ không nhất thiết là chúng ta phải nước quá lạnh. Thì như vậy chúng ta lưu ý. Cái thứ hai nữa, trong cái chế độ hàng ngày ấy, thì nên đương nhiên phải nhiều rau quả. Thì đó là chuyện. Và thứ ba nữa, như chúng tôi đã nêu là chúng ta nên biến chế những thức ăn mà có canh, mà cũng nên quá mặn, nhưng cũng không nên thiếu muối. Vì hàng ngày chúng ta cũng mất một lượng muối nhất định qua mồ hôi, và số lượng cũng khá nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta lại giảm đi cái lượng muối ăn, như vậy cái nó cũng không được tốt, và cái chúng ta sẽ làm mỏi mệt. Là chúng ta phải bù lại bằng cái lượng kali ở trong thức ăn, ví dụ như chuối, thơm vân vân, hoặc là chúng ta phải bù một lượng nước mà có các cái chất điện giải hoặc là nước khoáng. Đương nhiên không phải là một cái nước mặn như là nước mắm quá nhiều, chúng ta sẽ tưởng là đỡ khát nhưng sẽ đôi lúc này có tác dụng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt nó góp phần rất là quan trọng trong việc là tránh những tác động của thời tiết cũng như là bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý những cái thông tin mà chuyên gia của chúng tôi vừa tư vấn, đồng thời cũng nên có những cái kiến thức để có thể là nhận biết và xử lý kịp thời, tránh những biến chứng có thể xảy ra. Và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Đến đây chuyên mục Sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.